cách mạng màu, nỗi ám ảnh của chế độ hay chỉ là chiêu bài chính trị. Vừa qua, tuyên giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã giật dây cho một số trang dư luận viên vu cáo Đại học Fulbright là âm mưu ươm mầm cho cách mạng màu. Kế hoạch này rất bài bản, có cả phóng sự trên kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Tuy nhiên, sau đó, phóng sự này đã bị gỡ bỏ âm thầm. Nếu không có ai đó bật đèn xanh thì sẽ chẳng có trò vu cáo này. Đại học Fulbright cho biết họ đang tiến hành những bước đi pháp lý để tự bảo vệ danh dự của mình. Tuy nhiên, nếu có kiện tố ra tòa, thì chắc chắn chỉ những con rối cấp dưới bị đem ra xử, chứ những kẻ trên cao sẽ không bị điều tra. Hiện nay, ở Trung ương hình như đang có hai xu hướng ngoại giao trái ngược nhau. Ông Tô Lâm thì vội vã sẽ Bắc Kinh triều kiến, trong khi ông Phan Văn Giang liên tục có những bước đi, ít nhất cho thấy ông Giang đang có đường lối ngoại giao gần Mỹ hơn. Vậy thì trong hai nhóm trên, nhóm nào muốn chống lại cái gọi là cách mạng màu hay là cả hai đều đang chống? Cách mạng màu là cái gọi những phong trào phản kháng phi bạo lực nhằm lật đổ chế độ độc tài hoặc tham nhũng, hoặc đòi hỏi sự cải cách chính trị, dân quyền, dân chủ. Rõ ràng nhà nước độc tài Cộng sản Việt Nam vừa độc tài vừa tham nhũng khủng khiếp, vừa thiếu dân chủ và không có nhân quyền. Nếu có cơ hội, người dân Việt Nam không đời nào để Đảng Cộng sản Việt Nam tồn tại, chắc chắn số đông sẽ ủng hộ cách mạng màu. Tuy nhiên, với Đảng Cộng sản thì bất cứ phe nào cũng đều sợ cách mạng màu. Cho nên có thể hiểu, cả Phan Văn Giang và Tô Lâm đều sợ cách mạng màu. Vậy, câu hỏi đặt ra là ai đã chủ trương dùng cái gọi là cách mạng màu để vu cáo Đại học Fulbright? Thực chất, dùng cái gọi là cách mạng màu để vu cáo Đại học Fulbright chủ yếu là các phe phái trong đảng đều dùng nó như một chiêu bài để đấu tranh với nhau. Phan Văn Giang có chuyến đi thăm Mỹ và sau đó Tô Lâm cũng có chuyến đi công du Mỹ trong tháng 9 này. Trong khi đó, Đại học Fulbright là kết quả hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Mỹ. Có thể hiểu lực lượng trong đảng không muốn ông Giang hoặc Tô Lâm gần Mỹ đang tấn công vào Đại học Fulbright như muốn ám chỉ Mỹ đang có mưu lật đổ đảng bằng cách mạng màu. Theo Mỹ là phản bội đảng. Khả năng cao là lực lượng theo Trung Quốc nằm trong cả hai phe công an và quân đội đứng sau trò tố cáo Fulbright vừa qua. Tất nhiên, phe quân đội và phe công an không phải là vừa, họ cũng có thế lực riêng của họ, không dễ chụp mũ họ như chụp mũ người dân. Nếu Đại học Fulbright có âm mưu làm cách mạng màu thì họ không tồn tại ở Việt Nam. Bởi chỉ cần một mầm mống xuất hiện thì bộ máy công an khổng lồ chắc chắn sẽ không tha cho họ. Đại học Fulbright được chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam chấp nhận cấp giấy phép, có nghĩa là họ là một tổ chức giáo dục hoạt động theo luật pháp của Đảng Cộng sản. Nếu bên vu cáo có bằng chứng thì họ đã không rút bài. Hiện nay các bên trong đảng đều đang sử dụng những trò đánh dưới thắt lưng. Chính trường trong thời gian tới hứa hẹn có sôi rộng hơn. Tứ trụ cộng công an đấu với tứ trụ cộng quân đội sẽ là trận đấu ngang tài ngang sức, sẽ là bạo lực cách mạng đấu với bạo lực cách mạng. Bao nhiêu năm qua, các thế lực được cho là thân Mỹ cũng không thể xích lại gần hơn được cường quốc số một thế giới này. Ngay cả cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, người được cho là có xu hướng thân Mỹ, cũng không thể phá rào để kết nối mạnh hơn với Mỹ. Ông Dũng cũng phải trôi theo dòng chảy của đảng, nghĩa là vẫn không thể thoát khỏi tàu. Ông Dũng chỉ thể hiện thân Mỹ khi cho con cái du học Âu Mỹ, gả con gái cho một Việt kiều Mỹ là con của cựu quan chức Việt Nam Cộng Hòa. Lần này đi Mỹ có lẽ Phan Văn Giang hoặc Tô Lâm cũng chỉ xích lại gần Mỹ một cách có giới hạn. Sẽ khó có một lượng nào dám bạo gan tiến sát Mỹ như Đài Loan vẫn đang làm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin cách mạng màu nỗi ám ảnh của chế độ hay chỉ là chiêu bài chính trị. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Bài toán nào hóa giải quyền lực của Tô Lâm? Sau khi đi Trung Quốc về, Tô Lâm chấp nhận nhả chiếc ghế chủ tịch nước. Giới thạo tin cho rằng có 3 ứng viên thay thế cho ông Tô Lâm ở ghế chủ tịch nước, đó là Lương Cường, đại tướng thường trực Ban Bí thư, Phan Văn Giang, đại tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và ông Nguyễn Trọng Nghĩa,
Thượng tướng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Điều đáng nói cả ba ứng viên đều là tướng quân đội, trong quá khứ cũng từng có những tướng quân đội nhắm chức chủ tịch nước. Đấy là ông Lê Đức Anh. Ông Lê Đức Anh một thời là người có tiếng nói rất mạnh trong Bộ Chính trị. Nếu dựa vào quyền pháp định với chủ tịch nước, ông Lê Đức Anh không có quyền lực lớn đến thế. Quyền lực của ông có được là từ những mối quan hệ trong quân đội. Tiếng nói của ông trong Bộ Quốc phòng còn hơn cả Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, dù ông Linh là Bí thư Quân ủy Trung ương. Ngồi ở tứ trụ, muốn mạnh thì phải nắm được quân đội hoặc công an. Ông Nguyễn Phú Trọng nắm chắc Bộ Công an và giờ Tô Lâm cũng như thế. Nếu một trong ba tướng quân đội nên làm chủ tịch nước, rất có khả năng họ sẽ có tiếng nói rất mạnh, chứ không như Nguyễn Xuân Phúc và Võ Văn Thưởng trước đây. Trong ba tướng quân đội, ông Phan Văn Giang đang có tiếng nói mạnh nhất. Theo một số ý kiến, thời gian gần đây, ông Phan Văn Giang liên tục có những động thái được cho là đi ngược lại với đường lối ngoại giao của ông Tô Lâm. Ông Tô Lâm sang Bắc Kinh triều kiến, thì sau đó ông Phan Văn Giang lại có chuyến thăm Philippines và sắp tới là chuyến thăm Mỹ. Theo đó, thái độ của ông Đương Kim, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, được cho là khá rõ ràng, và có lẽ trong ba ứng viên trong chiếc ghế chủ tịch nước, ông Phan Văn Giang mới đủ khả năng tỏ thái độ như thế. Sức mạnh của tướng Lương Cường và tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đang là một ẩn số. Ông Lương Cường được đánh giá là người thứ nhì có sức ảnh hưởng trong quân đội, chỉ sau tướng Phan Văn Giang. Điều quan trọng là ông Lương Cường mới rời Bộ Quốc phòng nắm ghế thường trực Ban Bí thư cách đây chỉ có hơn 3 tháng. Tức là những mối quan hệ của ông trong quân đội vẫn chưa nhạt theo thời gian. Riêng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa được cho là yếu nhất trong ba tướng. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa ra khỏi quân đội, nắm chức Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương từ năm 2021. Với lại, khi còn ở trong Bộ Quốc phòng, ông Nghĩa là cấp phó của tướng Lương Cường. Hầu hết những mối quan hệ trong quân đội, ông Nghĩa đứng sau lưng ông Lương Cường. Nếu ông Phan Văn Giang ngồi ghế chủ tịch nước, đây là kịch bản không mong muốn với ông Tô Lâm. Bởi những gì ông Phan Văn Giang có được có thể cân bằng quyền lực với ông Tô Lâm bằng công thức tứ trụ cộng quân đội. Còn Tô Lâm thì có tứ trụ cộng công an. Đang nói là ông Phạm Ngọc Hùng, Tổng cục trưởng Tổng cục 2, là người cùng hội cùng thuyền với tướng Phan Văn Giang. Tướng Hùng đang bảo vệ bí mật của IAC cho ông Phan Văn Giang lẫn ông Phạm Minh Chính. Nếu ông Lương Cường hoặc Nguyễn Trọng Nghĩa ngồi vào ghế chủ tịch nước, sức mạnh không như tướng Giang cho được, bởi sức mạnh ảnh hưởng hai người này trong quân đội không bằng ông Phan Văn Giang. Tuy nhiên, nếu người này bỏ qua mâu thuẫn mà bắt tay với Phan Văn Giang, thì công thức tứ trụ cộng quân đội vẫn được đảm bảo. Giờ đây, muốn cân bằng quyền lực với Tô Lâm thì chỉ có quân đội mới làm. Trong quá khứ, chưa có một hai nhóm quyền lực tứ trụ quân đội hoặc tứ trụ công an tồn tại song song. Tuy nhiên, nếu quân đội đoàn kết thì họ hoàn toàn có thể tạo nên một nhánh cân bằng với nhánh Tô Lâm đang làm chủ. Từ đây đến Hội nghị Trung ương lần thứ 10 chỉ khoảng một tháng nữa, liệu quân đội có sắp xếp được thỏa thuận với nhau để đảm bảo hình thành nhóm quyền lực mới hay không? Quân đội đã không đoàn kết để Tô Lâm vượt lên và giờ đây họ cần phải ngồi lại. Bộ Chính trị đã bị Tô Lâm nắm thóp. Nếu quân đội không thống nhất thì có thể nói họ sẽ chẳng có cơ hội nào tốt hơn nữa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin ngày hôm nay, bài toán nào hóa giải quyền lực của Tô Lâm. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de